Em biết bài hát này không? Em biết gì trên đời này luôn hả? Hai chỗ gật đầu luôn. Các bạn ơi, vỗ tay cho chúng nhân nè. Các bạn thuộc bài hát này không? Vậy đừng để Nhân hát một mình nhé. Ok. You ready? Yêu là đau, thương là đau sao? Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào? Tay cầm tay, thương là thương sao? Chờ mong ngày mai ai biết ra sao? Người có đi xa tận phương trời. Làm sao bạn có thể đi dạy đàn với một cái bộ neo như vậy? Số 3, ca sĩ thần tượng của em là ai số 3? Tùng Dư. Tay cầm tay, thương là thương sao? Chờ mong ngày mai ai biết ra sao? Người có đi xa tận phương trời. Nắng chung mưa tiếng nhau, chờ một ngày yêu thương là lời. Nắng chung mưa tiếng nhau, chờ một ngày yêu thương là lời. Nắng cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng. Trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên. Đi đêm nay ngừng trôi, một mình anh nơi đây vẫn tha thức. Hey, yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Bao nhiêu tuổi? Em vừa tròn 20. Vừa tròn 20. Oh, anh, em là một cái sự bất ngờ rất lớn đối với anh đó. Làm lại lần hai tốt hơn nhé. Yêu là đau, thương là đau sao? Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào? Tay cầm tay, thương là thương sao? Chờ mong ngày mai ai biết ra sao? Người có đi xa tận phương trời. Nắng chung mưa tiếng nhau, chờ một ngày yêu thương là lời. Nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng. Trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta triền miên. Để đêm nay ngừng trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai? Yeah. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ. Vỗ tay nào. Na 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 na. Chờ một ngày yêu thương là lời. Nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng. Trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên. Để đêm nay ngừng trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm. Na 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 na
một lần đi. Ai muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ làm luôn lòng đi. Đây là talent hát hay nhất của dòng máy từ trước tới giờ. Không, phải nói chính xác là vậy nè. Đây là cặp song ca hay nhất từ trước đến giờ chưa qua tập dượt. Tôi không thể nào tưởng tượng được một cái con người chút xíu vậy thôi mà cái nội lực ở đâu nó khủng khiếp như núi lửa, nó phun trào 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 ra mà càng về sau hát càng hay. Và xử lý trong từng câu từng chữ luôn. Thật ra là cũng dễ hiểu thôi, là tại vì em có nội lực. Tại vì thường là nén nội lực nhiều nên người nó mới thu nhỏ lại. Em gái, nhìn hồi nãy đang trong cái đoạn văn tấu nói nghe không rõ lắm, giới thiệu lại một lần nữa cho mọi người biết về mình đi em. Em tên là Châu, hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Em 20 tuổi. Trời ơi, cái nhân viên văn phòng nữa hả? Cái văn phòng ở đâu? Rồi em đi làm mặc đồ gì em? Mặc thổ cẩm vậy nè. Quấn mền vậy ha. Em có một cửa hàng à? Dạ không. Em ơi, nó nghe cho anh hỏi thăm xíu. Tại vì mọi người ở đây đang rất thắc mắc về cái cá tính từ cái phong cách của em. Hả? Bình thường làm như thế này luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Phong cách ngoài đời luôn đó hả? Dạ. Không, anh nghĩ nó rất là hợp với em. Nhìn nó cưng. Em biết không, em hát á, cái chất giọng em nó lạ. Nó đầy ha, giọng dày. Quan trọng là biết không sao? Cái phong cách của em nhìn hợp lý đó. Cầm thử coi nó rung không? Em có biết không, lâu lắm rồi anh Trúc Nhân mới tìm được một bạn diễn nữ mà thấp hơn anh ta. Nói quá đáng Thành. Trời đất ơi. Diễn hoài, diễn miết luôn á. Em cầm cái tay thử coi có rung không, bản lĩnh sân khấu sao? Không một chút sợ hãi luôn. Cảm ơn em, một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nè. Thưa quý vị, kết thúc chương trình Giọng Ai Giọng Ai ngày hôm nay thì hai bạn đã được vào vòng cuối cùng. Đó là bạn số 3 và số 7. Mỗi bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Còn hai vị khách mời của chúng tôi thì vì cái sự lựa chọn mà sai lầm của mình thì Kari đi về tay không. Dạ. Đến tham gia cho vui cùng với Trấn Thành vậy thôi đó, em nha. Bày đặt ha, thích đổi khẩu vị. Ừ, nó về mang tay không vậy. Còn Trúc Nhân. Dạ. Em có một số tiền trị giá là 50 triệu đồng. Chúc mừng.